Vâng, em xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác tấm pin mono của hãng Long Di có công suất là 410W. Pin này là pin H-cell loại 2 mặt kính các bác nhé. Pin rất là đẹp luôn. Đấy, trước khi giới thiệu về cái tấm pin này thì em cũng xin báo với các bác luôn là lô này em nhập được có mỗi 2-3 led thôi. Bác nào nhanh tay thì còn. Em xin nhắc lại, bác nào nhanh tay thì còn nhé. Bởi vì hai cái ba led này là công ty họ dọn kho, họ để lại cho cái giá rất là mềm. Đấy. Thì công ty họ để giá mềm thì em sẽ để lại cho các bác cũng mềm theo. Đấy, mềm theo cùng với cái công suất của tấm pin. Pin này rất đẹp luôn các bạn. Đấy, mới 100%. Đấy, cái độ dày của nó là 4 cm. Đọc trong COCQ của nó là 28 phải mấy cân. Pin rất là nặng luôn các bạn. Đấy, ở đây các bác có thể thấy nhá, đây là cái mắt xeo của nó này. Đối với tấm hai mặt kính thì đến mắt xeo này là ánh sáng nó sẽ lọt xuống. Pin này pin mono này. Khi ánh sáng nó lọt xuống thì ở cái mặt kính dưới nó lại hấp thụ ngược lại, cho nên là cái hiệu suất của tấm pin nó rất là cao. Ở bên em thì có đầy đủ hết các loại công suất như 100, 150, 315, 330, 275, 450, 415, 410, 360, rất nhiều các loại pin khác nhau nhé, có cả 395. Bác nào lựa chọn pin thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình. Còn sau đây là em quay cái mặt sau của tấm pin này. Đấy, mặt sau của tấm pin các bác có thể thấy model của nó là 72M FBH410. Đấy, em sẽ dựng hình để cho các bác đọc các thông số cho dễ hơn các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy rõ, đây là tấm pin 410W. Đối với cái điện áp ở mạch của nó là 48,8V cộng trừ 3,5%. Cái điện áp danh định là công suất danh định là 10,48A. Đối với cái điện áp làm việc là 41,10V và cái công suất làm việc là 9,98A. Pin cái thông số rất là cao các bác nhé. Pin này là do Việt Nam sản xuất. Đấy, các bác có thể thấy made in Việt Nam. Đấy, pin này do Việt Nam sản xuất các bác nhé. Pin mới 100%. Đấy, rất là đẹp luôn các bác, nhìn long lanh luôn. Nếu như bác nào có dịp thì cứ lên cửa hàng em. Đấy, để các bác chiêm ngưỡng đầy đủ hết pin đủ các loại trên đời luôn. Mấy kho để pin nên là các bác cứ thao hồ các bác chọn. Nếu như các bác mà cần tư vấn về năng lượng mặt trời ấy, thì các bác liên hệ với em để số điện thoại ở trên màn hình đấy. Các bác cố gắng là liên hệ Zalo nhé, cố gắng liên hệ Zalo. Thì kể cả mặt pin hoặc là các mặt hàng các bác cần là em gửi hình ảnh để cho các bác xem. Đấy, bởi vì bán cái này nó rất là khó, nếu như bác nào điện thoại không ấy, mà không được nhìn sản phẩm thì nó rất là khó bán. Đấy, bởi vì là các bác cái gì thì cái là nó phải thực tế. Đấy, ví dụ như là các bác mua biến tần là em phải gửi biến tần hình ảnh cho các bác xem và thông số các thứ đầy đủ. Đấy, và các bác cần tư vấn những cái gì thì là các bác liên hệ thì em mới tư vấn được. Đấy các bác nhé. Pin này là em xin nhắc lại là các bác nào nhanh tay thì còn nhé, nếu mà chậm là hết, bởi vì em nhập được có mỗi 2-3 led thì nó chỉ được khoảng gần 100 tấm thôi. Pin đẹp long lanh luôn các bạn ạ. Các bác nhớ hãy đăng ký kênh của em nhé để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.